Năm nay 52 tuổi mà đi spa được tư vấn là chỉ nên căng chỉ thôi, căng ra phí tiền. Đấy, sợ nhất là những cái cô mà cố chốt cho được dịch vụ mà không cần quan tâm đến hiệu quả của dịch vụ tới đâu. Hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều. Tại cái xứ sở của phẫu thuật thẩm mỹ là Hàn Quốc, nơi mà sản sinh ra cái thủ thuật căng chỉ, người ta sử dụng cái phương pháp căng chỉ này từ những năm họ còn trẻ, từ 25 đến 35 tuổi thôi các bạn nhé. Mà có một điều chú ý là họ làm hàng năm các bạn, lưu giữ cái tuổi thanh xuân của mình lại, chứ không phải là dùng phương pháp căng chỉ chống lại cái sự lão hóa, hay là khi chúng ta đã có nhiều cái nếp nhăn, nhiều cái da dư thì chúng ta căng chỉ cũng thể loại bỏ được hết. Cái đấy là hoàn toàn không có các bạn nhé. Thì ở chỗ bệnh bác sĩ thì sau khi thăm khám thì thường bác sĩ tư vấn cặn kẽ cho các cái khách hàng của mình. Nếu như cái độ lão hóa nó mới chỉ ở mức độ 1, độ 2 thôi và độ tuổi chúng ta còn trẻ dưới 35 tuổi thì phương pháp căng chỉ là một trong những cái phương pháp tối ưu nhất. Nhưng khi chúng ta đã qua cái độ tuổi 40 rồi thì khi mà dấu hiệu của sự lão hóa, da trùng, da nhão, nếp nhăn, sự sa trễ, tất cả những cái điều này thì chúng ta chỉ có một phương pháp duy nhất có thể giải quyết được, đó là căng da mặt phẫu thuật nội soi smart. Vậy căng da mặt phẫu thuật là gì? Chúng ta hãy chờ xem những cái video tiếp theo bác sĩ sẽ chia sẻ với các bạn nha.